Rất hiếm và rất ít khi chúng ta có một cây đàn mà Việt Nam hay gọi là đàn ngoài dòng, hoặc là ngoài dòng, cái này Crisp, cái này là Crypto 40, nó là một đàn thương hiệu của đàn Crown. Vâng, thì rất ít khi chúng ta có một cây đàn ngoài dòng mà tiếng hay như thế này. Vâng, chúng ta cùng xem đánh giá của cây đàn. Cây đàn sản xuất năm 79 với body B, key A, pin A, Action B cộng và support A. Vâng, tôi nghĩ rằng là những tiêu chí quan trọng đều rất là còn rất tốt và rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra 88 tiếng một cây đàn. Chắc chắn không có một cái tiếng tạp âm cả. Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn của một cái phân khúc chi tiêu khá là tiết kiệm, nhưng mà chúng ta có cái đàn rất đẹp về hình thức, đặc biệt là vô cùng hay về âm thanh. Cảm ơn các bạn.